Hãy lên em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Ok, ở video này thì mình sẽ tiếp tục review ạc của anh em. Tại vì qua này cũng không có cái sự kiện gì để mà làm nữa anh em. Sự kiện chiêu mộ Linh Vàng thì nói chung là cũng không có tướng gì mới bên trong chiêu mộ, cho nên là cũng không có để có quay cho anh em xem. Với lại cái sự kiện tầm bão thì cái con tướng thì cũng cái phần quà nó cũng đã bật mí hết rồi anh em, cho nên là cũng không có gì nữa gọi là gây cái phấn khích cho anh em ha. Mong là sắp tới trong cái nhà hàng nó sẽ có thêm những cái con tướng xịn sò hơn để anh em có thể là quay ra thì nó sẽ hưng phấn hơn anh em. Ví dụ như quay ra được con San hay là con Doflamingo gì đó, có tỷ lệ thấp thôi cũng được. Như vậy thì mình sẽ có thêm những cái để mình có thể quay cho anh em xem. Chứ hiện tại bây giờ thì vẫn là review ạc của anh em thôi. Hôm nay thì mình sẽ review ạc của bạn Đào Tùng, và không biết là ạc của bạn Đào Tùng bao nhiêu lượt chiến đây. Wow, cấp 104 này mà. Ở bên cụm 8 server Son Goku. Ủa, Son Goku luôn anh em à. Son Goku này ở bên 7 viên ngọc rồng anh em, được ra con bon mà. Ok, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ vô xem thử. HTC8DT HTC15 Rian à, cũng na ná giống giống như cái tên của Rian. Rian HTC15 thì phải. HTC15 Rian. Ok, để hôm nào mình mượn hạt của Ian mình sẽ review cho anh em xem tiếp. Lâu quá không có xem, nhưng giờ lực chiến của em nó lên kinh khủng khiếp luôn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với của bạn Đào Tùng thôi anh em à. DT, à DT là viết tắt của chữ Đào Tùng anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình sẽ review thử xem sao. Nhiều anh em bảo là anh ơi lực chiến của em thấp quá anh có review hay không, thì tất nhiên là mình sẽ review hết tất cả anh em luôn. Từ ạc nông dân cho tới ạc VIP gì đó mình cũng đều review hết tất tần tật tuốt tuồn tuột luôn anh em à. Chứ mình không có phân biệt là VIP mà mình mới review này kia các kiểu. Vậy mà anh em cứ inbox cho mình sẽ đưa anh em lên TV hết luôn nha. Rồi ok. Có bạn Đào Tùng là 4T anh em à, 4.01T. Hiện tại thì bây giờ VIP 5 thôi anh em, VIP 5 mà 4T cũng khá là cao ấy anh em. Ôi nhắc tới cái ạc của mình nó hơi bị phèn quá anh em. Lâu quá. VIP 7 mà mới có 2T mấy, lâu quá, thực sự là lâu quá, mình cũng không có chơi đúng anh em à, không có thời gian để mà chơi luôn á. Hiện tại thì bây giờ mới được có 600 lần thôi anh em. Tích lũy được 740 lần rồi nè. Không biết là còn cái còn được 400 mấy anh em, 700 mấy chục ấy rồi, còn được thêm 408 mấy nữa nè. Ồ, chưa nhận nữa anh em, chưa nhận mấy cái điểm ấy nè, còn 408 mấy cái vé, không biết là được chiêu mộ bao nhiêu lần mới được 400 mấy ta, để mình xem thử đi. Chiêu mộ đặc biệt nè. Wow, 10.000 rồi anh em à, 10.000 rồi nè. Mà bây giờ 90% là 9k rồi anh em à, gần lên được 10k nè. Như vậy là chiêu mộ được 900 lần rồi anh em à. Còn thêm 400 mấy nữa, 408 mấy nữa. Cái này là ngày mấy hết mạng hạn ta? Cái này trung bình mỗi ngày nạp vô thì nhận được khoảng có tầm 40-50 vé gì đó anh em. Còn hơn một ngày nữa anh em. Nếu mà chịu nạp thì mình nghĩ là chắc là có thể là sẽ kịp để mà có thể là kịp để mà có thể là chơi full được cái sự kiện tầm bão luôn. Qua 5.000 ở đây siêu cấp. Ok, ủa như là bạn đó như là sáng giờ cũng có vô chơi đúng không anh em. Để mình thấy có chồng quay thích tiêu được, cũng có quay nè, có làm nhiệm vụ này kia. Ôi, bữa nay là thứ tư rồi, thứ tư mà mới được có nhiều cái nhiệm vụ à. Chắc cũng lười là giống mình cũng cực kỳ lười anh em. Rồi ok, để anh xem nữa cái thiên thư đây. 50 70 50, à cũng khá là xịn sò anh em. Đá cổ ngọc còn khá là nhiều nè, hết ngọc anh em, hết ngọc rồi, không còn ngọc để mà đột phá nữa. Mình trận pháp thì là 285. Wow, cũng được anh em, cũng khá là được ha. Mình nghĩ là ôi trời ơi, bộ trang bị gâu trắng nè anh em, bộ trang bị gâu trắng nè, trong xanh tóc đỏ đang đeo. Hình xăm thì chưa có đúc, chưa đúc xong. Xác suất né, tốc độ công bị không giảm sĩ khí với lại hồi công. Ok. Rồi, ngon lành củ hành thôi. Chế quỷ Google luôn. Rồi, để mình xem thử những con tướng tiếp theo thử như thế nào đây. Sengoku anh em, có bạn này đang sử dụng Sengoku á, bộ trang bị Kaido. Hình xăm hồi sĩ khí. Cháy Google. Các cái dòng đúc là tốc độ công bị cộng giảm sĩ khí, kháng bạo á. À, tại sao lấy dòng kháng bạo ta?
cái dòng né nên né sẽ ngon hơn. Mấy con tướng mà sáp lá cào nghĩ là lý né nó sẽ ngon hơn. Kháng bạo, lại là cái dòng kháng bạo nữa, sát thương bạo kích nè, tốc độ công, bị công giảm sĩ khí, hồi công, kháng bạo. Toàn là lấy kháng bạo thôi anh em à, không có lấy dòng né gì. Mình nghĩ là lấy cái dòng né nó sẽ ok hơn chứ. Thì nói chung là né được cái nào hay cái đó anh em. Trời ơi, cái trái Gogo mà đập lên tới cái này thì úi dùi ôi luôn. Trái quỷ đã tối đa anh em, tối đa. Trời ơi, tốn một đống ngọc vô trong cái trái quỷ Gogo này chi vậy ta. Úp lên bạch kim cho đẹp trai quá anh em, mình nghĩ là như vậy anh em. Con A thì sao không dồn đồ qua cho con A mà lại dồn qua hết cho con Sanji vậy nè. Dồn qua cho con Sanji chi vậy ta. Dồn qua cho con A đam nó sẽ to hơn, để xíu mình sẽ cầm đội hình các bạn này mình đi quýnh nhau thử xem sao. Chứ mình nghĩ là nên dồn qua cho con A thì nó sẽ ok hơn anh em à. Dồn qua cho con A tốc độ công kháng, lại lấy cái dòng kháng bạo nữa anh em à. Mình nghĩ là nên lấy cái dòng né, lấy cái dòng né. Lấy dòng kháng bạo thì lực chiến nó to lên được xíu thôi chứ nó cũng không có ngon đâu. À chắc có thể là không sử dụng không sử dụng Gobin thôi anh em, sử dụng con Sengoku Nami God nè. Nami God mấy con này mình nghĩ là lên được tầm 6 sao nghĩ được rồi. Dồn úp cho mấy con này A. Mà nghĩ là cái bộ trang bị của Sanji là nên thay qua cho con A. Thay qua cho con A thì sẽ ok hơn. Còn con Nami God nó mất tiêu rồi ta. Nãy mình chưa soi kỹ lại. Trái quỷ Gogo luôn anh em à. Rồi ok. Để mình xem thử đấu trường hiện tại bây giờ đang là hạng mấy đây. Hạng 1 luôn anh em à. Hạng 1 đấu trường luôn. Không biết các bạn top 2, top 3, top 4 được chiếm bao nhiêu đây nữa. Top 2, top 3, top 4 không biết là mấy bữa nay anh em đi học vui không anh em. Mình nghĩ là chắc là sẽ vui ha. Như là cấp 1, cấp 2 như là tới ngày 14 mới học lại quá anh em. Còn lại là như là cấp 3 như là ngày thứ 2 rồi à. Để đi học lại rồi thì phải. Nhớ trường. Từ lúc khai giảng tới giờ chắc là thời gian ở trên lớp chắc là đếm trên đầu ngón tay, còn đa số chắc học online không quá. Thì bây giờ đi học lại chắc là gặp bạn bè trong lớp quậy phá này kia các kiểu mình nghĩ sẽ vui hơn em. Tụ tập quậy phá ngày xưa mình đi học mình phá dữ lắm anh em à. Đa số là bỏ giày bỏ dép chạy phá phách ngày xưa mình phá dữ lắm anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ solo với lại bạn No Series thử xem sao. 3.35T để mình solo với cái đội hình của bạn. Sử dụng Gokubin đó. Gokubin không có mặc đồ đạt cái chân nè. Để mình để Sengoku vô đi. Rồi ok, để mình solo thử xem sao. 3.35 phải không nè. 3.35T. Ồ bên kia sử dụng cái đội hình gì nè. Có cả con Inel đó. Wow. Không ổn rồi em à. Sanji bên kia thức tỉnh lên được, đã thức tỉnh lên mà không biết còn mấy sao đây, mà đá khá là căng, không né anh em à, thấy không? Bên tem địch né khá là căng, còn bên tem của bạn Đào Tùng tỷ lệ né khá là thấp, đa số là không có con nào đút né, chân là toàn là đút kháng bạo không anh em, khá là sai lầm của tuổi trẻ, đây đa số lấy kháng bạo không, bỏ mắt cái dòng né thì cái dòng né là cực kỳ quan trọng nha anh em. Kháng bạo lấy làm gì, không nên lấy cái dòng kháng bạo đâu. Cái kỹ năng của con Sengoku full luôn em à. Đây, full cái chiêu cuối của nó là được rồi. Đừng có up mấy cái chiêu kia nói chung là lên cho vui cũng được. Chủ yếu là vô lấy cái chiêu cuối. Con Robin cũng full cái kỹ năng thôi nè. Các cái dòng đúc xác suất né nè, cái bộ trang bị Kaido của Robin nó có cái dòng né nè em. Thì bây giờ mình sẽ solo lại với cái bạn nãy là No Series 3.35T để mình bỏ con Shingoku rồi mình lấy con Robin vô được giống sao. Rồi ok, solo lại để giống sao anh em. Bên kia sử dụng Mihail, không sử dụng con Shano anh em à. Nhưng mà nãy cũng khá là ngon á, không có con Shano nãy cũng khá là ok. Mình thấy Robin cũng tỷ lệ ngon hơn á nè, ngon hơn so với con Shingoku ha. Gubin thì đựng cái là mới đầu vô là nó tán choáng cái là nó sẽ bị mất đi một nhịp á nè. Bị mất đi một nhịp so với cái tem bên của bên mình. Gubin thì sẽ ok hơn. Mất đi một nhịp là coi như là cũng khá là thọt đi anh em. Mất đi một nhịp là bên mình sẽ ra đòn trước mà nó dồn 4-5 con nó dồn vô khá chiêu coi như cũng bấy nhầy anh em, mà mình nghĩ là nên sử dụng Gubin nó sẽ ok hơn.
Gubin. Nói chung là con nào nó cũng có cái lợi thế riêng đó em. Mấy cái tem mạnh quá thì sử dụng con Shengoku. Đây, HTC 8GG 4.69T. Nghĩ là nên thay cái dòng sát thương bạo kích, lấy cái dòng né vô nó sẽ ok hơn đó nè. Ok, sử dụng Shengoku luôn rồi. Nghĩ là chắc mình sẽ đưa con Nico Gubin ra phía trước nè. Ôi trời, con Shenji bên kia đá căng quá ta. Còn Shenji bên kia lock lên hoài luôn cơ. Nghĩa chắc là mình sẽ xếp con Nico Gobin ra phía trước. Sẽ xếp Gobin ra phía trước để xem sao. Danh Hiếu 4.61B. Đây, sẽ đưa con Nico Gobin ra phía trước luôn, cho nó mới đầu cho nó trón trước. Ôi, rồi bên kia có một con tướng mộng đi nào. Bên kia có con tướng mộng, không có solo được đây mà. Gán đi anh em à, gán lên 10 triệu, ớ lộn 10k người đăng ký mình sẽ mở webcam nha anh em, mình sẽ mở webcam live stream. Với lại lâu quá không có live stream chơi với lại anh em nhất à, để mình tranh thủ mình live stream mấy bữa nay còn mình học online cho nên là mình không có live được nữa chứ, tiếc đó. Để mình sẽ tranh thủ mình sẽ live chắc là phải trễ hơn xíu nè, trễ quá thì anh em lại không có thức nổi, mấy này chắc là anh em đi học lại hết rồi cho nên là mình nghĩ là lại trễ quá mấy anh em không có xem được, mấy anh em còn phải ngủ sớm đi học nữa. Mình tranh thủ mình sắp xếp cái thời gian là nó hợp lý một xíu. Ôi bên kia sử dụng con bo đó anh em, bo bít né cho tem nữa. Anh em thấy cái tỷ lệ né bên của bạn Đào Tùng không? Nói chung là cũng khá là thấp anh em ạ. Bên kia nó dùng cái tỷ số né của nó là nó nhảy liên tục anh em. Còn ở bên các bạn Đào Tùng thì cái khả năng né nó khá là thấp. Khả năng né khá là thấp anh em ạ. Tại vì không có con nào úp né, toàn là úp vô cái kháng bạo không. Thì cái tỷ lệ GG, để solo lại với lại GG để sao. Thì cái tỷ lệ né nó sẽ khá là thấp anh em. Nghĩ là nên thay cái dòng kháng bạo lấy cái dòng né đi. Anh em thấy mấy cái dòng né ở bên của bạn Đào Tùng à, nó khá là rời gạt anh em. Còn bên kia không, anh em thấy nó né xuất hiện liên tục, dày đặc, cực kỳ dày đặc nha. Còn ở bên của bạn Đào Tùng nó hơi bị gầy gạt xíu. Anh em thấy không? Cái tướng mà tỷ lệ né khá là thấp anh em ạ. Mình nghĩ là nên up lại cái dòng né này sẽ ngon hơn, tỷ lệ win nó sẽ cao hơn anh em. Còn cái này là cái tỷ lệ win nó cũng khá là hên xui á nè, khá là hên xui. Thanh Sơn 4.66T. Ok, để mình solo với lại Thanh Sơn để xem sao. À, bên kia cũng có Sanji Gubin đó. Gubin nhưng mà sao để phía sau ta. Nghĩ là Gubin nên đưa ra phía trước nó sẽ ngon hơn á. Đội hình 203 á nè. Mình khá là chuộng cái đội hình là 212. Rồi, ok, thua. Cái tỷ số né mấy con lính anh em, mấy cái lên dày xíu là do mấy con lính, hay còn lại mấy con tướng anh em để ý, mấy chủ yếu là mấy con tướng á, mấy con tướng cái chỉ số né của nó hiện lên khá là thưa. Mình nghĩ là nên thay, chắc chắn là phải thay rồi anh em à. Không thay thì sẽ khá là thọt đó. Thẹt. Trời ơi. Đây, trời ơi, phát mà không chết luôn. Không chết luôn anh em à. Mình nghĩ là nên thay luôn cả cái bộ đồ của con Sanji qua cho con A. Con A hiện tại bây giờ đang là đam chính mà anh em cứ đè úp cho con Sanji thôi. Con Sanji dù cho nó mặc đồ mạnh cỡ nào, nó vô nó cũng đá, nó cũng không có một miếng đam nữa anh em à. Thấy nó đá vậy thôi chứ thực sự là nó nhảy đam vậy thôi, chứ thực sự là bên con tướng mình địch là nó nói chung là không mắc giọt máu anh em. Không mắc một giọt máu luôn á. Vẫn là con A là đam chính anh em. Cứ đè úp cho con A trước đi. Mình nghĩ là ưu tiên cho con A thôi. Còn con Sanji thì mình nghĩ là nên thay cái bộ đồ của con A qua. Sanji thay bộ đồ của con A qua, tại vì cái bộ đồ của con A là nó mới lên bạch kim thôi, hình như là chưa có sao nào luôn thì phải anh em. Chưa có sao nào hết. Đây, lấy qua để mà lấy cái tăng sát thương vật lý công nè. Lấy qua thay vô được mấy trăm phần trăm nữa, 580% anh em à, 580% nữa. Thì nó sẽ ngon hơn khá là nhiều, thay mấy cái dòng mà sát thương bạo kích nè, sát thương bạo kích cho con A xài cũng được. A khỏi né kháng bạo nè, nên bỏ mấy cái dòng kháng bạo đi anh em à. Mình nghĩ là nên bỏ mấy cái dòng kháng bạo đi
Rồi, ok, video nó cũng khá là dài rồi anh em à. À, để mình xem đã có bao nhiêu danh hiệu đây. Với cái VIP 5 này mình nghĩ là chắc là cũng không nhiều danh hiệu anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cái anh em à, 11 cái đây. Mấy cái này chắc mới nạp gần đây quá. Mới nạp mấy cái sự kiện Tết nè, Xuân Nhâm Dần nè. À, nạp mấy cái móc ở gần gần Tết, trong cái Tết này sẽ có thêm mấy cái danh hiệu anh em. 100k, 200k gì đó sẽ có thêm mấy cái danh hiệu 500k nữa này phải. Ui, lâu quá mình cũng không có nạp vô game mà luôn anh em. Lúc này mình nạp vô mấy game khác không à. Rồi, ok. Thằng thú AFK, có nhiều anh em kêu mình ra video bên thằng thú AFK, lâu quá mình cũng không ra, để có gì mình sẽ quay bên cái game thằng thú AFK và sau đó mình sẽ up và mình sẽ ra thêm một số mấy cái video về có những cái tựa game khác nó lạ lạ xíu, hoặc là mấy cái game mà mấy anh em hôm bữa livestream kêu mình làm mấy cái tựa game như là thay đổi búp bê hay là mấy tựa game mà mấy em nhỏ thích xem á, thì cái lượt đăng ký nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Ok, nghe đợi anh em thì mình sẽ chắc là sẽ ra thêm mấy cái video chủ đề thiếu nhi anh em. Chủ đề thiếu nhi cho mấy em nhỏ xem cho cái lượt đăng ký nó tăng lên cao cao một xíu cho nó đẹp trai anh em, cho đẹp cho cái kênh YouTube của mình nó đẹp trai lên xíu chứ được cái lượt đăng ký nó thấp quá. Hiện tại bây giờ gần lên được 7k anh em mà tỷ lệ thời gian lên 7k nó chậm quá. Tới giờ mà cũng chưa lên được 7k nữa. Thế mình sẽ phải thay đổi chủ đề xíu, thêm số mấy cái tựa game đó. Rồi, ok. Tâm sự với mấy anh em nhiều thôi. Và bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video đó thôi anh em à. Thì nãy giờ có cái gì cần thay đổi thì mình cũng đã nói trong video này hết đây. Đây. Vì vậy bây giờ cũng không còn gì để mà nói hết. Thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo với tựa game Đảo Kho Báo nha. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký, mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game này cho anh em cùng xem. Và thôi, mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.